Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với channel nha. Chúng ta sẽ chơi tựa game Clue Hunter. Ở đây thì thằng kia nó bị sùi bọt mép rồi. Gọi điện ngay cho con người yêu đến. Mày có đi về không? Đi về không? Rồi, đứa này chạy rồi. À, cho con mèo đi. Nó đứa này sợ mèo đen này. Mèo, sợ gì? Đứa này sợ luôn, ngất luôn, biến thành xác ướp luôn. Được luôn này. Tiếp theo sẽ là gì đây? Chúng ta xem nào. Next level. Một bọn đã đi cướp nhà băng rồi. Ta sẽ lấy ô tô đuổi theo. Mình sẽ lấy cái này bay qua, bay qua. Một cái đinh cho này dừng xe lại. Lốp luôn đấy, đuổi theo, chạy à. Chạy với chúng tôi à. Tiếp tục xem nào. À, cho cây sét đánh nhờ, dám cầm gậy sắt à. Sét nó đánh nhờ. Súng à. Súng này lại tiêu diệt được một thằng nữa rồi. Cái xích này cho mình né sợi bay thêm lại cực kỳ một thằng nữa. Next level. Kiểm tra xem. Tra xem nào. Rồi, tiếp tục. Đứa chạy đâu đây? Ngất à? Cho con chó này đến liếm mặt nó đi. Sẽ lấy bó hoa này thì như bay ong này. Bay ong bay lại rồi. Tên trộm mà sẽ giả vờ cầm súng nên dí vào lưng thằng này. À, thì ra là tên làm vườn. Next level tiếp. Wow. Ô, cảnh sát à? Cảnh sát cho xịt lốp đi. Chấm trốn thoát luôn. Một con chó. Cho cái người dơm này. Rồi, đuổi theo người dơm à? Phi vỡ luôn cái camera đi. Đấy, tiếp tục. Đấy, xem nào. Next level. Aha, thằng này cầm giáo đi quay lại tìm mọi này. Mày này, rơi vũ khí chưa? À, cầm khiên à. Cò lưới cho nó rơi luôn.
quạt thổi qua chỗ đó luôn. Đấy, ngất ngây con gà tre à. Tiếp tục. À, tên giáo sư à? Sẽ trốn tên giáo sư ở đây bằng cách đọc báo. Đấy. Oh, clear, tất cả đều chưa vào thùng rác đi. Đấy, núp được thùng rác. À, bị phát hiện rồi. Đấy. Not it. Coi nào. À, I check, phải kiểm tra. New today, tờ báo mới à? Lần này mình sẽ dùng cái áo tàng hình nha. Nào. Cái cửa hả? Chui sang đường ống cống này đi. Rồi. Tiếp tục. À, đường ống cống à, gạt cho nước nó không chảy. À, càng nhiều nước hơn à. Nguy hiểm quá. Lấy ô che đi qua đây. Vứt cái ô đi. Còn cá sấu buộc mồm nó lại. Xịt cái này. Rồi. Tục nào. Nữa đây. Sấy tóc nó lộn vứt phải đầu hói nó ra. Một con robot. Hả? Đi ăn cưới rồi. Rồi. Đây. Cho nó trượt ngã cả tiếp tục. Ok, mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.